Đây là số nụ trên cây, nó là tính nụ, là tính vòi hoa nhé. Tính không phải là tính từng nụ trên cây đâu, chỉ tính theo số vòi hoa. Tổng số cái này là 27 vòi hoa nhé. Người trúng thưởng là ai đã đoán, người trúng thưởng là cái người mà đoán số 27 đầu tiên sớm nhất. Ôi ôi, nhiều nụ không này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nụ. Qua wow, định luôn, 27 nụ dành cho giò tam bảo sắc, dã hương tam bảo sắc hay là quế thân tư. Quá khủng nhá.